các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Em chào cô Hà. Chào Minh Châu. Cô ơi, không biết là ngày hôm nay thì cô sẽ đem đến món quà gì cho các thiên thần nhỏ đây? Vì đây là chương trình Món Ngon Mỗi Ngày nên món quà chắc chắn sẽ là một món ngon cho bé yêu. Đúng rồi. Và không chỉ là một món ngon cho bé yêu không đâu, còn là một món mà chắc chắn các bà mẹ sẽ rất thích. Vì đây là một món rất dễ làm, giàu chất dinh dưỡng và quan trọng là chị chế biến trong tích tắc thôi. Như vậy thì các bà mẹ sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian phải không cô? Đúng rồi. Bây giờ mình chơi một trò chơi đố vui có thưởng nha Minh Châu. Minh Châu thử coi đó xem món ngon cho bé yêu hôm nay là món gì nào. Phần thưởng là gì vậy cô? Một chén súp tôm bí đỏ đi. Nếu như vậy thì em biết rồi, món ăn ngày hôm nay đó là món súp tôm bí đỏ. Đúng rồi, nhưng mà nhờ cô Hà gợi ý đó nha. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu chế biến món súp tôm bí đỏ. Món súp tôm bí đỏ thì chắc chắn là mình sẽ cần bí đỏ và tôm phải không cô? Đúng rồi Minh Châu, và chúng ta cũng cần những nguyên liệu thật là đơn giản dễ tìm, như là bí đỏ nè, tôm mầm mà Minh Châu đã nói, nước dùng gà, sữa tươi, bơ phe, ngò rí, lá thơm, hành tây băm, kem tươi, dầu ăn, tiêu và hạt nêm Ajinon. Đầu tiên thì mình sẽ xào bí, mình chuẩn bị sẵn một cái nồi và cho dầu vào. Tiếp tục thì mình sẽ cho hành tây vào xào. Mình giàu nhớ là mình chừa lại một chút hành tây nha. Sao phải chừa lại vậy cô? Để chút nữa mình xào tôm. À, rồi, đây cô nhờ Minh Châu đảo. Khi hành tây đã thơm lên rồi thì mình sẽ cho phần bí đỏ này vào ha. Dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ cho bí đỏ vào đây. Rồi, Minh Châu đảo đều. Dạ. Tiếp theo mình cho một lá thơm này vô ha. Sao mình lại phải dùng lá thơm vậy cô? Mình dùng cái lá khác được không? Lá thơm sẽ làm cho cái món súp một chút nữa nó có một cái vị thơm. Bây giờ cô sẽ cho nước dùng gà vào nấu với bí ha cô? Đúng rồi, mình sẽ cho nước dùng gà và nấu cho bí đến khi mà bí chín và hơi mềm luôn ha. Nhớ là khi cho thì nước dùng phải ngập miếng bí. Dạ. Phần tôm này nè, khi mà mình mua tôm về, mình lột vỏ, mình đập dập, sau đó mình băm nhuyễn ra. Cô sẽ ướp vào trong tôm này một ít tiêu và nửa muỗng cà phê hạt nêm Ajinon. Sau đó mình trộn đều lên. Cô ơi, em mở ra kiểm tra cái bí chín chưa nha. Cô nghĩ là chín rồi. Trước khi mà mình sẽ nấu bí một chút nữa cho bí mềm, và nhân tiện thì mình sẽ bỏ ba con tôm vào đây. Mình sẽ luộc. Dạ. Để tôm nó tạo hình đẹp. Một chút nữa mình sẽ trình bày ha. Dạ. Rồi bây giờ là phần bí này đã chín rồi. Mình sẽ vớt tôm ra và bỏ lá thơm đi ha. Đó, những con tôm rất đẹp. Dạ. Để mình để trang trí cuối cùng sẽ hấp dẫn được các bé. Dạ đúng rồi. Và phần bí này thì cô nhờ Minh Châu sẽ xay bằng máy sinh tố giùm cô ha. Dạ, để cô chờ em chút xíu nha. Trong khi chờ Minh Châu xay bí thì chúng ta sẽ xào tôm. Tiếp theo mình sẽ cho hành tây vào. Cô ơi, em đem bí về rồi đây. Rồi, cảm ơn Minh Châu. Em đặt lên trên bếp và bắt lửa lên nấu sôi lại giùm cô. Dạ. Nấu lửa vừa vừa thôi em ha. Dạ. Rồi, và mình sẽ cho phần tôm này vào. Xào nhanh tay. Và Minh Châu nhớ là mình xào cho tôm vừa chín thôi ha. Không có xào quá chín, tại mình còn nấu nữa. Bây giờ em sẽ thường xuyên chăm sóc cái nồi bí này ha cô. Đúng rồi, đợi nó nóng nóng lên và em bắt đầu khuấy đều ở dưới đáy lên. Rồi, tiếp theo thì cô sẽ cho tôm này vào trong súp ha. Bây giờ em sẽ khuấy đều lên cô ha. Mình sẽ nêm vào trong món súp này 1,5 muỗng cà phê hạt nêm Ajinon. Mình sẽ cho phần sữa tươi này vào. Mình cho thêm bơ phe vô ha. Dạ. Cô ơi, em thấy là các bé rất là thích những cái vị hơi béo béo một tí xíu đó cô. Mình phải làm sao cho các bé cảm thấy món này thực sự là rất là hấp dẫn. Dễ thôi. Phần kem tươi này sẽ làm cho món súp có vị béo. Đảm bảo với Minh Châu là các bé sẽ ăn hết chén súp cho mà xem. Trước mắt là em thấy em sẽ ăn hết veo rồi đó cô. Rồi. Được rồi đó Minh Châu, đúng rồi, em tắt bếp đi. Và như vậy là xong rồi. Và tiếp theo thì để cho món ăn hấp dẫn như cô nói, mình sẽ trang trí lên ở đây những con tôm đã luộc. Minh Châu có thấy là đối với những con tôm này thì đặc biệt là cái phần ngay chỗ đuôi con tôm có một phần nhọn á, thì cô đã cắt bỏ rồi nha. Chú ý tại vì ăn nhọn thì sẽ rất là nguy hiểm. Dạ đúng rồi. Rồi mình sẽ đặt tôm lên đây. Sẽ trang trí lên đây một ít. Như vậy là món súp tôm bí đỏ đã hoàn tất. Và bây giờ sẽ là phần thưởng cho Minh Châu. Em cảm ơn cô.
thơm quá à. Cái mùi béo thơm thơm thế này thì chắc chắn các bé ngửi là đã thấy ghiền rồi. Chắc chắn là vậy rồi. Cô ơi, bí đỏ rất là ngọt mà mát nữa chứ. Mà bên cạnh đó em còn cảm nhận được vị béo rất là hài hòa của bơ nè, của sữa tươi nè và của kem tươi nữa chứ. Rất thích hợp với lại các bé đúng không em? Món ngon cho bé yêu. Với món súp tôm bí đỏ, thực đơn gia đình quý vị đã có thêm một món ngon cho bé yêu trong tích tắc rồi đó. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Minh Châu rất vui vì được cô Hà thưởng cho một chén súp tôm bí đỏ. Và chắc chắn rằng các bé ở nhà cũng sẽ rất vui nếu như các bé chăm ngoan học giỏi mà bố mẹ thưởng cho các bé một chén súp tôm bí đỏ ngon như vậy đó. Hy vọng quý vị sẽ thực hiện món ăn này để đãi các bé yêu của mình. Và cũng đừng quên liên lạc với chương trình thường xuyên quý vị nhé. Hộp thư của chúng tôi là hộp thư số 1, Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về số 0839308794. Đó là trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto. Thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Xin chào, hẹn gặp lại.